À, vâng, đây là gian hàng đá cảnh gỗ lũa nghệ thuật. À, chủ nhân là Lý Di Linh. À, địa chỉ 313 Hùng Vương, Di Linh, Lâm Đồng. Vâng. À, anh tên là Lý nhỉ? Dạ đúng rồi. À, đến từ Di Linh nhỉ? Dạ. Và anh lấy thương hiệu là Lý Di Linh luôn à? Facebook của em là Lý Di Linh luôn. Vâng. Facebook là Lý Di Linh luôn. Và đây là số điện thoại của anh Lý Di Linh. 0915 082 832. À, sản phẩm của anh chủ yếu là đá cảnh và gỗ lũa nghệ thuật. À, bây giờ chúng ta tham quan cái khu vực mà đá cảnh trước nhé. Vâng. Anh có những cái viên đá rất là độc lạ. À, trong tất cả số viên đá mà anh trưng bày ở cái chợ phiên Dĩ An Bình Dương hôm nay thì viên đá nào có giá trị về tiền là cao nhất? Dạ. Tức là mắc nhất đấy. Thực sự nếu mà nói về nghệ thuật thì không có thể nào định giá được nó. À. Bởi vì đá nghệ thuật thiên nhiên là có thể là em thích viên đó nhưng mà người khác người đó lại không thích. Không, nhưng mà nếu mà để trao đổi á, bằng quy ra tiền á, thì viên nào nhiều nhất á? Dạ nếu quy ra tiền thì viên này là nhiều tiền nhất. Vâng, đấy tôi ý tôi hỏi như thế. Đó là đá về thứ nhất là về chất liệu bán quý, nó là Casidon. Anh có thể giới thiệu kỹ hơn về viên đá này và trị giá bao nhiêu tiền để anh em? Dạ viên này nếu mà trị giá thực sự là viên này khoảng tầm 15 triệu là giá trị em mang đá trung bình đi hàng cỡ này, còn nếu mà đá hàng độc thì nó tới cả 100 triệu viên thì em để ở nhà hết. Vâng. Dạ. Nhưng mà tôi đang hỏi là ở tại tại, đây thì những tại chợ phiên này thôi mà. Vâng. Tức là viên này là 15 triệu. Dạ. Còn có thể là giúp hộ mình cái bê cái viên đá lên mình xin kiểu ảnh được không? Anh dạ, Lý Di Linh. Dạ thôi, dạ thầy. Vâng, tôi chụp nhá. Dạ. Xong rồi. Nói thật cho tôi mê cả cái từ Lý Di Linh của anh đấy. Em thật sự với anh á, em hồi đó em có bán một viên đá mà người ta nói chỉ cái thương hiệu Lý Di Linh họ mua thôi. Vâng. Đó là em nói chân tình luôn. Vâng, tôi cứ mua nghĩ là anh là người họ Lý ở bên Hàn Quốc ấy. Rồi, đây là gian hàng đá quý của anh đây. À, chúng ta tôi đã nói anh chia sẻ kỹ hơn về cái chất viên đá và cái đây là dòng đá Casidon ở Blau CD. Nó là thuộc của vùng Lâm Đồng. Là dòng này á, là chỉ Bảo Lộc nó mới có cái dòng như vậy. Và khi lấy viên đá này độ sâu lặn tới 3 đến 4 mét nó mới lấy được cái dòng đá như vậy. Vâng. Cho nên là giá những cái viên đá này rất là hiếm. Vâng. Nó chỉ có tác dụng về trang trí thôi, cứ đối với sức khỏe con người nó có tác dụng gì không? Dạ, thực sự thì sức khỏe con người là đá bự thì mới là sức khỏe, là mình bưng vác nặng thì nó mới tăng sức khỏe. À, chứ nó không còn có cái này thì nó là Suzuki thôi. Vâng, dạ. Vâng, đá Suzuki. Về phong thủy thì nó theo màu sắc. Thế và đây là gỗ nhưng mà anh lại bày vào gian đá. À, có phải là mộc hóa thạch không? Dạ đúng rồi, em chơi những cái này là những cái lũa tự nhiên của nó. Vâng. Đó, em chơi. Đây là một đúng rồi, chơi những xuyên tâm á, những cái lũa tròn, lũa khoanh. Trời, mộc hóa thạch nhìn nó vẫn như là một khúc gỗ luôn. Mộc hóa thạch thì nó là đây mới là gỗ hóa thạch anh. Vâng. Đây là mộc hóa thạch. Đây là dòng này là dòng mộc hóa thạch. Vâng. Đó. Vẫn như là các cái thứ gỗ ấy. Dạ đó là nó hóa thành đá. Vâng, cái phần đấy anh bôi bóng rồi. Còn cái dạ, phần này phần mộc phần của nó. Nguyên si của nó. Nguyên si của nó dạ, đấy. Đúng rồi. Rồi, tuyệt vời. Thế cái chi tiết này thì bao nhiêu tiền anh? Dạ cái nào anh nhỉ? Đây cái này. Dạ bức đó là 3 triệu anh. 3 triệu. Dạ. Anh có biết nó là gỗ gì không? Nó là gỗ dổi. Gỗ dổi. Dạ. Hay nhỉ, là lũa như thế. Và đây nữa tôi lại thấy anh có một số những cái. Cái đó là sụn, cái sụn của cây sơn đá. Vâng. Là trên vùng Lâm Đồng mới có. Rồi. Đó là cái sụn. Đây giống như là một con chim. Đó. Vâng. Đó cũng rồi. Là dòng lốc tôn và Casidon đó. Rồi. Đó là lốc tôn và có nhũ, rồi đèn vô nó sáng lấp lánh. Tuyệt vời quá. À, và khu vực mà gỗ mỹ nghệ thì tôi thấy anh có một cái số
là gốc cây cà phê đúng không ạ? Dạ. Và đây nó có một cây gỗ khá là tự nhiên luôn nè anh à. Vâng anh. À chà. Đây là cây gỗ nó còn nguyên tự nhiên luôn. Vâng. Dạ. Gỗ hóa thạch còn nguyên tự nhiên, dạ, chưa hề tác động về đục đẽo, dạ, chưa. Về bôi bóng gì cả. Vâng. Sớ của nó luôn. Đẹp quá nhỉ. Đó là bên khi cái cây này bỏ lên cái đế luôn các bạn. À đến bây giờ thì khẳng định nó là gỗ gì hóa thạch không? Thật sự là không biết gì gỗ gì. Không biết rồi, không thể nếu biết nổi. Nếu mà nói tên gỗ thì người ta nói là mình thằng khoác lác. Vâng. Tại vì có nhiều người họ nói là gỗ hình đèn hóa thạch rồi, nhưng mà thực ra là không, họ không thể nào định giá biết được. Tại vì nó hóa thạch rồi, nó đầu, đầu. Và trọng lượng nặng như đá luôn. Đấy, đặt vào đó cái đế đấy. Đế cho khỏi đổ. Và đây là những cái từ những cây cà phê đây, là những gốc cát. Thế ba ơi. Rất đẹp. Làm những cái lục bình, làm những cái lá sen, hoa sen. Toàn bộ là em chơi về thiên nhiên. Vâng. Em lại đây nữa. Lô. Hoàn toàn là những gốc, những cái lu cà phê đặc sản của cao nguyên. Lô. Để anh vừa gọi bắt thì mày tắt máy hay là cái máy gì vậy? Ngay trung tâm văn hóa thành phố Dị An. À, đó là một gian hàng của... Ôi giời, chú đang ngủ anh không biết, anh lại đánh thức chú dậy. Thôi được rồi, tí anh ngủ giả cho chú. Hai anh em đi suốt đêm hôm qua từ Ban Mê Thuật về đây. Chú ra xe, chú ngủ, anh cứ nghĩ là chú chạy đâu, anh tìm. Được rồi, tí nữa anh sẽ ngủ, ngủ giả, ngủ bù. Tối thì chú ngủ ngon. Vâng, đây là những cái bức tranh rất đẹp. À, cá chép hóa rồng. Và ngoài kia là khu vực cây cảnh nghệ thuật của câu lạc bộ bonsai Dị An Bình Dương. Cái này cũng không có đồng bằng nào.